Một vị hỏi là hướng dẫn tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như thế nào? Thì nếu như mà quý vị có theo dõi mà sư hướng dẫn cái rải tâm từ á, thì quý vị nắm rồi. Cái tâm bi á, tâm bi là như thế này. Định nghĩa tâm bi ha. Tâm từ, đây, tâm từ. Mong chúng sanh được sự an vui. Tâm bi ha. Thương cho cái khổ của chúng sanh. Mong cho họ đừng bị khổ. Tâm hỷ ha. Vui với nhân thiện và quả thiện của chúng sanh. Ha. Tâm xả. Ha. Hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Đấy. Cái phương pháp mà chúng ta thực hành á, tâm từ như thế nào thì chúng ta thực hành cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả y chang như vậy. Những cái điểm lưu ý thì nó cũng y chang như vậy. Đấy. Toàn bộ y chang hết. Sư có sư đã hướng dẫn quý vị thiền tâm từ rồi, mà nếu như á mà chờ tí xíu đâu rồi, chờ tí. Trong cái danh sách mà lớp Phật pháp nền tảng á, sư có hướng dẫn cái đề mục và thiền tâm từ ha. Đây nè, đây nè, đây đây, sư có hướng dẫn cái đề mục thiền tâm từ đâu rồi, thiền đây, thiền tâm từ. Những cái lưu ý đó, cái phương pháp thực hành thiền tâm từ á thì nó có thể áp dụng cho phương pháp thực hành tâm bi, tâm hỷ và tâm xả nha. Những cái điểm mà lưu ý toàn bộ có thể áp dụng, chẳng qua là chúng ta thay đổi cái tính chất thôi. Khi mà quý vị thực hành tâm từ xong rồi đó ha, khi mà chúng ta thực hành tâm từ xong rồi đó thì chúng ta đổi qua cái tâm bi. Tâm bi sẽ lấy ví dụ như nghĩ về những cái chúng sanh, nghĩ về những chúng sanh. Đó, những cái chúng sanh bên trái, ví dụ như nghĩ về những cái chúng sanh ở phía trước mặt của chúng ta, khi thấy họ khổ, thương cho họ, thương cho họ, họ đang phải chịu cái cảnh khổ, mong cho họ thoát khỏi những cảnh khổ đó, và thương cho những cái chúng sanh vì cái sự vô minh họ không thấy được những cái nhân duyên, những cái nghiệp và quả của nghiệp, họ phải sống trong vô minh. Mà chính vì vậy các cái hành, các cái nghiệp nó đưa đến cái sự tái sanh đời sau kiếp khác. Thương chúng sanh vẫn tiếp tục sanh tử luân hồi, thương chúng sanh phải chịu những cái sự khổ đau, mong cho họ thoát khỏi những sự khổ đau đó. Đó là chúng ta tu tập tâm bi. Cái cách đó, nó cũng y như là cái cách tu tập tâm từ, chẳng qua là chúng ta thay đổi cái tính chất, thay đổi tính chất thôi. Hoặc là chúng ta tu tập tâm hỷ như thế nào, vui cái với cái nhân thiện và quả thiện, thấy nhìn những cái chúng sanh ở trước mặt, suy nghĩ về những cái nghiệp thiện mà họ đã làm, chúng sanh đó họ đã biết bố thí, họ đã biết hành thiền, họ đã biết kham nhẫn, họ đã biết từ tâm.
Họ đã biết làm bất kỳ một việc lành nào hoan hỷ đối với các cái nghiệp lành đó của họ. Khi thấy chúng sanh đạt được những cái sự lợi ích nào, nghĩ đến họ như nghĩ đến cái sự lợi ích của đứa con ruột của mình, được những cái thành tựu, thấy họ có được sắc đẹp, thấy họ có được sức khỏe, thấy họ có được tài sản, thấy họ có được sự an vui, vui với cái vui của họ, mừng với những thành tựu của họ, bởi vì đó là cái quả thiện mà họ đã làm. Như là chúng ta vui, chúng ta mừng cho những thành tựu của đứa con ruột của mình. Đó, nó là cái cách mà chúng ta an trú vào cái tính chất của tâm hỷ. Và thế nào là chúng ta an trú vào tính chất của tâm xả? Nhìn thấy những chúng sanh, họ vui, họ khổ, họ oan trái với nhau, họ thân thiết với nhau, họ có tu, họ không tu, hiểu rằng mọi chúng sanh có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, mình có nghiệp của mình. Họ tạo các ác nghiệp, chính những ác nghiệp đó đưa chúng sanh đến những cảnh giới xa đọa. Họ tạo các nghiệp thiện, chính những nghiệp thiện đó đưa chúng sanh đến cảnh giới an vui. Hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, nhờ như vậy an trú trong tâm xả. Đó, những cái điểm lưu ý, tất cả những cái phương pháp, những kỹ thuật chúng ta áp dụng, những cái kỹ thuật, những phương pháp, những lưu ý trong cái việc thực hành tâm từ, và chúng ta chỉ thay đổi cái tính chất mà thôi. Cho nên chúng ta nên thực hành tâm từ trước, thực hành thiền tâm từ trước. Khi chúng ta đã thuần thục cái thiền tâm từ rồi, chúng ta thay đổi tính chất qua cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó rất là dễ dàng ha.